Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hòa. Hôm nay, Hòa được một người bạn hồi còn học chung trường đại học, tên là Thảo, kể về câu chuyện ma của cô ta như sau. Năm 2017, sau khi cưới nhau thì Thảo và chồng về nhà của Thảo sinh sống, phần vì nhà anh ta ở dưới quê, còn nhà Thảo ở Sài Gòn. Năm ấy, hai vợ chồng cũng muốn ra ở riêng nhưng kinh tế eo hẹp mà phần khác lại muốn tiết kiệm để có con nên vợ chồng Thảo quyết không ra riêng. Nhà Thảo thật sự rất nhỏ, ba thế hệ ở chung, vì mới cưới nên vợ chồng Thảo được gia đình ưu ái cho ở trên gác xếp để có phần riêng tư. Nhưng thật sự thì vợ chồng Thảo rất ngại do sợ gây tiếng động nên mãi vẫn chưa có con. Về sau vợ chồng Thảo chọn phương án canh đến kỳ rụng trứng thì tranh thủ ra khách sạn hành sự. Vợ chồng bạn Thảo này thường đi khách sạn quen gần nhà nhưng chiều hôm ấy thì khách sạn gần nhà sửa chữa nên vợ chồng Thảo đi qua khách sạn khác gần đó nằm trên đường Hoàng Sa kênh Nhiêu Lộc. Lúc vào khách sạn thì bạn nhân viên nói với Thảo là hết phòng. Vợ chồng Thảo đang dắt xe quay ra thì bà chủ của khách sạn đó gọi lại, còn phòng em ơi, quay lại đây đi cưng, chị sắp xếp phòng cho nè. Nói rồi bà nhanh chóng chạy ra chỗ Thảo đưa chìa khóa phòng rồi kêu vợ chồng Thảo để xe đó cho nhân viên dắt vào bãi giữ xe. Bà chủ còn quay lại sắc xéo với bé nhân viên, làm ăn mà cứ lơ ngơ như tụi bay thì tao chỉ có nước chết. Vợ chồng Thảo cũng không để ý nhiều. Lên trên phòng thì chồng Thảo tranh thủ tắm trước do mới đi làm về. Thảo thì nằm ườn trên giường bấm điện thoại đợi. Đột nhiên lúc ấy trong phòng lại thoáng qua cái mùi hôi tanh như xác con gì chết. Chỉ thoáng qua thôi nhưng Thảo ngồi bật dậy thò đầu xuống dưới gầm giường tìm xem có phải là có con chuột chết không thì thấy bao cao su đã qua sử dụng vứt đầy dưới đó. Thảo ngồi dậy gõ cửa nhà tắm gọi chồng cằn nhằn. Chồng ơi, khách sạn gì mà bẩn khiếp, người ta không dọn dẹp hay sao mà bao cao su vứt đầy dưới gầm giường. Không thấy chồng Thảo trả lời nhưng vẫn nghe thấy tiếng chồng đang kỳ cọ huýt sáo. Rồi hôm ấy lão ta còn mở nhạc Trịnh trong lúc tắm nữa. Thảo thấy cũng lạ vì thường thì chồng Thảo tranh thủ nên tắm nhanh lắm. Với cả chưa thấy chồng nghe nhạc Trịnh bao giờ. Nhưng Thảo vẫn kiên nhẫn đợi, thôi thì kệ, lâu lâu chồng đổi gió tí. Thảo nằm trên giường mà không biết ngủ thiếp đi lúc nào, tự nhiên mơ thấy có bàn chân tím lè trương phình lủng lẳng trên cửa sổ. Trên bàn chân ấy ruồi nhặn bò lúc nhúc, mùi thối kinh khủng. Cái mùi thối nó chân thật quá khiến Thảo giật cả mình tỉnh dậy. Rồi giật bắn người khi thấy chồng đang đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm vào Thảo. Lúc này Thảo kịp hoàn hồn nhìn đồng hồ rồi nhõng nhẽo, tắm gì mà gần nửa tiếng, mọi lần tranh thủ lắm mà. Chồng Thảo không nói gì, chỉ nhìn Thảo cười rồi đưa khăn ra ý cho Thảo đi tắm. Thảo vào trong tắm tranh thủ vì trong đầu lúc nào cũng sợ qua giờ thứ hai sẽ phải trả thêm tiền. Lúc đi ra khỏi nhà tắm thì Thảo giật bắn người. Chồng Thảo lõa lồ đang ở trong tư thế rất lạ, đứng ép Thảo vào khung cửa sổ, đầu quay sang một bên còn tay chân thì vắt vẹo bám vào mấy khung sắt. Thảo thấy thế thì phá lên cười, học tư thế mới hay sao mà nay khùng thế. Chồng Thảo không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lao rầm về phía Thảo như con hổ đói, cách hành sự như một người hoàn toàn khác. Không để ý đến cảm giác của Thảo mà cứ hùng hục rồi cười một điệu cười rất đáng sợ. Lúc ấy Thảo cũng hoảng, đưa tay lên tát vào mặt chồng mấy cái hét lên, chồng bị điên à. Sao nay lạ thế, chồng Thảo thì thào, em tên gì? Nhà ở đâu? Đến lúc này thì Thảo hơi hoảng nhưng vì không muốn để chồng mất hứng nên vẫn tung hứng mấy câu. Em tên Thảo, nhà ở Trần Văn Đan,
Thảo vừa dứt lời thì chồng Thảo ngửa cổ lên trời cười khằng khặc hỏi: "Làm vợ anh nha. Đồng ý không?" Thảo ngơ ngác: "Hôm nay ông điên rồi à?" Chồng Thảo nghe câu trả lời thì bóp cổ Thảo hét lên: "Làm vợ anh nha." Thảo đau quá lại không thở được nên giơ chân đạp chồng Thảo ra. Chồng Thảo lao lại ôm ghì lấy Thảo nói: "Anh tên Thái, phòng này là phòng tân hôn của anh và em nha Thảo." Lúc này có vẻ như chồng của Thảo đã bị ma nhập. Thảo sợ quá tát bôm bốp vào người chồng rồi gọi tên chồng: "Phong ơi, Phong. Em đây, vợ đây. Anh đừng làm em sợ." Thảo vồ lấy chai nước hất thẳng mặt chồng Thảo thì lúc này chồng Thảo nằm nhũn ra giường. Thảo hoảng quá luống cuống vơ đống quần áo tông thẳng ra cửa hét lên. Lúc này Thảo và chồng vẫn chưa mặc đồ. Nghe tiếng hét thì hai đứa nhân viên chạy lên. Thấy Thảo đứng ngay cửa nhìn vào phòng gọi chồng mà chưa mặc đồ thì tụi nó cũng ái ngại không dám lại gần. Thảo thấy thế mới vội mặc quần áo rồi quát hai đứa nhân viên vào dìu chồng Thảo ra khỏi phòng. Lúc này thì chồng Thảo mới bắt đầu tỉnh dậy. Anh chồng của Thảo luống cuống mặc quần áo và vừa đi xuống cầu thang vừa nghe Thảo kể lại câu chuyện với giọng đầy hoảng sợ và nước mắt rưng rưng. Lúc xuống quầy Thảo hỏi chuyện con bé lễ tân thì nó nói nó mới đi làm hơn 3 tháng nay nên không biết. Nhưng nó có nghe bà bán nước đối diện khách sạn đó kể lại là mấy tháng trước có người đàn ông thuê phòng rồi treo cổ chết ngay trên khung cửa. Chết hơn 3 ngày mới phát hiện ra. Nghe hàng xóm quanh đó đồn là người đàn ông đó tên là Thái. Thắt cổ tự sát vì thất tình chia tay người yêu. Con bé nhân viên lễ tân cũng xin lỗi vợ chồng Thảo. Hai vợ chồng cũng bình tĩnh lại, thấy may mắn vì thoát khỏi một kiếp nạn. Rồi Thảo kêu nó tính tiền. Sau đó hai vợ chồng Thảo lẳng lặng lại phía xe đội nón bảo hiểm và phóng đi mất hút. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video clip mới nhất của mình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.